TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Và trên đầu dây phía bên kia ở Việt Nam đó thì có chị, quý chị anh chị em đang thấy là chị Quỳnh Thị Sinh đang ở Hà Nội. Thì chị Quỳnh Thị Sinh muốn có một cuộc phỏng vấn với TV256. Thì câu hỏi đầu tiên TV muốn hỏi chị là lý do gì mà chị đã đi khiếu kiện 28 năm vì chị Sinh? Dạ, lý do là bây giờ tôi thiếu thì tin đó. Tôi trước là tôi là Quỳnh Thị Sinh, tôi sống 6 thôn 6A, xã Hòa An, huyện Lục Bắc, tỉnh Đắk Lắk, hôm nay 63 tuổi. Xảy ra đi chuyện 28 năm nay cũng vì tình người giúp đỡ cho ông kia, cho ông Tôn Thất Hiện mượn tạm miếng đất để làm ăn, tạm thời làm ăn. Thì khi mà nhà có điều kiện đòi lại thì ông ta cứ khất làm hồi rồi đến khi xảy ra tranh chấp thì ông không trả, chạy chính quyền. Thì cứ chính quyền cướp đất của tôi để cấp cho ông Tôn Thất Hiện, trong khi ông Tôn Thất Hiện là không có hộ tịch hộ khẩu ở đó. Thì các chính quyền không giải quyết mà cướp đất của tôi cấp hẳn cho ông. Thế mà di chuyển từ từ địa phương tới trung ương là 28 năm này rồi, cũng nói chung là thủ tướng cũng chỉ đạo về nhiều đoàn về giải quyết, nhưng về rồi mình cũng bao che cho cấp tỉnh cấp huyện làm sai. Đó, làm sai nhưng mà không sửa, thấy sai mà không sửa. Thì coi như có hai quyết định cấp đất là đã hủy rồi. Hai quyết định cấp đất đã hủy. Nhưng mà đến khi mà đến 2008 là cấp bìa đỏ cho ông Tôn Thất Hiện luôn đến nay. Thì tôi cũng ức lắm, mà khi mà đi còn tới Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo bao nhiêu lần, rồi bên Quốc hội cũng giám sát rồi, nhưng mà trong khi đó thì ra là nói là đất không phải là đất của gia đình tôi khai phá mà là của tập đoàn. Nó đúng sự thật là trước đây tập đoàn đã cấp rồi, năm 78 thì gia đình tôi khai hoang phục phá thêm để sinh sống. Thì dưới đó là tập đoàn cấp hẳn cho gia đình tôi, thì gia đình tôi có quyền sử dụng và cho người ta mượn ở nhờ, thì người ta không trả, ở nhờ chính quyền giải quyết. Thì chính quyền bao che cho cấp dưới để cướp đất của tôi. Thì tôi di chuyển từ đó đến nay rồi 28 năm ròng rã, từ Bắc, từ Nam vô Bắc, mà cuộc sống cũng khó khăn lắm. Bây giờ đang lâm bệnh nên không biết như thế nào. Vì để mà cũng nhờ quý ông quý bà là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn kia Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Hòa Bình Phó Chủ tịch Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các cấp có thẩm quyền giải quyết cấp cho tôi. Hiện nay tôi đang bệnh ung thư rất nặng, mong và sớm được giải quyết, sớm về để chữa bệnh. Dạ thưa, cho TV256 hỏi một chút là câu chuyện nó xảy ra là ở tỉnh nào, thành phố nào thưa chị? Dạ tỉnh Đắk Lắk ạ, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk ạ. Rồi cái ông mà Tôn Thất Hiện mà chị nói đó là chị cho ổng mượn bao nhiêu đất gì và nhà cửa như thế nào? Dạ mượn tạm một cái trại rồi hàng thùng khoảng 20 mét vuông ạ. 20 mét vuông. Mà ông Tôn Thất Hiện đó ổng có cũng như rằng là làm trong cơ quan chính quyền không thưa chị? Dạ không, là người dân thôi ạ. Là người dân. Nhưng mà khi mà ổng mượn rồi ổng xin phép được cái sổ đỏ hả chị? Dạ sổ đỏ thì mới ra 2008 ạ. Dạ. Còn tranh chấp cái lúc mà đòi lại ra chính quyền là năm 92.
mà làm cái lý do gì mà ổng chỉ mượn đất chị mà ổng lại xin sổ đỏ được mà chị lại đất chị bị mất, lạ luôn vậy. Dạ, dạ tại vì ổng chạy chính quyền á, sao do chính quyền bao che giờ coi như là như thế nào không biết, vì nhà vì ổng có tiền ổng chạy mà. Mà khi đó là chị, là cái đất của chị là hợp pháp là từ năm 1978 à, dạ, vâng. Phải không? Mà ở ở từ năm 75 mà đến năm 78 tập đoàn sản xuất 20 cấp. Dạ. Làm dạ. Sao mà một cái mảnh đất mà thành ra ổng coi như là hủy bỏ cái giấy tờ của chị vào năm 78 hả? Dạ, bị tả là nói chung là tập đoàn hồi đó người ta cấp cũng không có giấy tờ hả chị, bây giờ người ta chỉ xác nhận là trong thời điểm đó là nội dung dân và không có ai có cái giấy tờ gì hết. Ồ. Ai cũng được cấp đất trên luôn luôn trên bằng miệng thôi ạ. À. Rồi chị khi mà tôi chị cho chị cho ổng mượn cái miếng đất đó đó, chị có một cái giấy tờ gì không thưa chị? Dạ không, vậy cho mượn người ta cho mượn, người ta mượn mình cho người ta ở nhờ thôi chứ không phải là bán mua gì, là phải có giấy tờ. Coi như là chị là ổng là phải mang ơn chị đó chứ hả? Dạ, nếu mà như mọi người thì chắc là mang ơn ạ. Dạ, rồi tự nhiên ổng cho mượn rồi ổng sống được ở mảnh đất đó bao lâu rồi tự nhiên bây giờ ổng làm sổ đỏ rồi thành cái mảnh đất riêng của ổng. Ổng sống ở đó bao lâu rồi thưa chị? Dạ, từ năm 82 đến nay ạ. Nhưng mà khi mà mình cho ổng nhờ năm 82 là năm 84 đã đòi lại rồi. Nhưng mà ổng khất lòng các hồi ổng chưa có điều kiện mà đi. Thì mình nghĩ là coi như là tình người với nhau thì người ta mượn được trước sau gì người ta trả cho mình. Là từ ổng ở từ năm 82 rồi 84 đó là chị đòi lại. Rồi. Dạ. Rồi là ổng nhiều lần chạy, nhiều lần đến hỏi đòi. Thì ổng cứ khất lòng đến năm 82, năm 92 thì ổng chạy, ổng tung qua hành ra một buôn quán thì mình mới làm mạnh lên thì mới ra chính quyền. Dạ. Thành ra lúc mà từ năm 82 rồi lại nhà nước rồi là cấp cái sổ đỏ cho ổng là năm 2000 mấy? Năm 2008. 2008. Dạ. Rồi từ chị đội từ năm 82 mà đội hoài không được hả chị? Dạ, từ năm 82 đến năm 93 là xảy ra tình trạng là kiểu như là lên xã là lên huyện, xã thì hòa giải, còn huyện thì cấp hẳn luôn. Dạ. Một cái sự cũng oan ức chứ, mà tại vì chị không có giấy tờ nữa, rồi làm sao mà chị chứng minh được cái sự oan ức của chị? Dạ, giấy tờ chứng minh là hồi tập đoàn cấp ạ. Tập đoàn cấp người ta xác nhận điều người dân, điều đó là cũng được tập đoàn cấp. Người ta xác nhận tập đoàn với là coi như là sản xuất ấy. Dạ. Yeah. Cái bên bên quy hoạch sản xuất ở bên tổ sản xuất người ta cũng xác nhận, dân chúng ở đó người ta cũng xác nhận. Thành ra đó là ổng, chị nghĩ rằng là ổng đã chạy tiền để mà làm cái sổ đỏ. Dạ đúng. Chứ ngoài ra ổng không có bằng chứng gì là cái mảnh đất của ổng. Dạ, đó. Không. Mà chị là người có bằng chứng đầu tiên là về cái mảnh đất của chị. Tại vì ông đến năm 82 mà năm 86 ông mới có hộ tịch hộ khẩu. Ồ, năm 86 mới có hộ khẩu. Dạ, năm 86, năm 86 mới có hộ khẩu, 87 ông mới xác nhận là ở đó. Đó là lý do mà khi mà chị khiếu kiện ở ở trong nước, ở chỗ chị ở đó. Dạ. Thì chị khiếu kiện bao nhiêu năm ở đó rồi chị mới ra Hà Nội? Dạ 4 năm ạ. À. 4 năm rồi chị đi ra Hà Nội thêm 24 năm nữa. Dạ. Để mà khiếu kiện. Rồi dạ. Mấy cái giấy tờ của chị được những cái quan chức nhà nước trả lời như thế nào thưa chị? Dạ, quan chức trả lời thì mới về ban đầu người ta về thì người ta hòa giải. Sau này thì người ta cứ nói là ông đó ở lâu rồi. À, thì là coi như hai bên thì không có giấy tờ gì cả. Nhưng mà ít ra là chị có cái giấy là chị đã ra nhà nước là chị đòi là năm 1982 phải không?
Chị có làm giấy để mà khiếu kiện năm 1982 không? Bắt đầu khiếu Dạ kiện không, là hôm đó là tôi nhớ tới nói cũng như tôi cái tình cảm hai bên vậy thôi. Tôi nói thì ông cứ khắc thì mình cứ để cho ông khắc thôi. nhưng À, mà liên quan là chị khiếu kiện là vào năm nào? giờ khiếu kiện là từ năm 92, 93. 93. Và cuối năm 92, đầu năm 93. Ừ. Thì xã có hòa giải đôi bên, hai bên. Thì nó cắt đôi cái mặt tiền là lô đất nó ra. Thì khi cho ông mượn là ít thôi. Khi thì khoảng 20 mét vuông, nhưng mà sau này ông lấn chiếm thêm mới là thành 600 mấy mét vuông. À, thì lên xã, ban đầu lên xã thì xã mới hòa giải, thì cắt đôi cái mặt tiền nó ra mỗi bên một nửa. Thì gia đình tôi thì cảm thấy là tôi như thôi, giờ người ta đã nói vậy, tình người mà người ta đã nói như vậy thì thôi, giờ mình của đổ hốt thì mình lấy một phần nữa. Thì gia đình đồng ý mà ông kia không đồng ý, thì xã không được biết nữa thì mới đưa lên huyện, huyện không được biết gì hết, mà là trước đất của tôi cấp cho ông công cái tiền luôn. Rồi ra quyết định 151 ngày 22 tháng 10 năm 93, Yeah. khi luật đất đai ra, rồi đất ranh tranh chấp là không được cấp, mà huyện đã ủy quyền ủy thế cấp cho ông Tôn Đức Thiện. Yeah. Rồi chị ra ngoài Hà Nội là năm nào? Và năm 97 ạ, Để là chị. he coi như có quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, là quyết định rồi mới ra, mới ra trung ương. Rồi từ năm 97 đến giờ chị sống ở ngoài Hà Nội hả thưa chị? Và sống Hà Nội coi như một năm về một lần, có năm rưỡi có. Dạ Rồi trong tại suốt vì điều kiện ở nhà khó khăn rồi, mỗi lần đi mỗi lần khó quá. nhưng mà chị sống ở Hà Nội thì nhiều hơn. Dạ Rồi ở ngoài Hà Nội chị sống như thế nào? Cái hoàn cảnh như chị như thế nào? hoàn cảnh thì nói chung khó khăn, ở gia đình thì cũng khó khăn, cho nên không có ai tài trợ, không có ai giúp đỡ gì hết. Con cái thì còn lúc đó thì còn nhỏ đang đi học, thì tôi ra đây với hai bàn tay trắng thì cũng nhờ mọi người, bà con ở Hà Nội người ta giúp đỡ, với người đi làm thuê làm mướn, hàng cơm hàng phở, người đi nhặt rác hàng ngày để kiếm sống qua ngày, và đi làm lấy tiền làm là gửi đơn gửi trương. Rồi, chị ở đâu? Chị ở ngoài vỉa hè dạ hay là có nhà dạ ở? dạ ở vỉa hè, ở ban đầu thì ở gần vỉa hè trước cổng nhà Phan Văn Khải mấy Thôi tháng, nhưng mình kể. xong đó là dạ xong đó là qua bên vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Dạ. Rồi mấy cái chỗ đó là Ừ, ở vỉa gốc hè thì cây vỉa hè thì thôi chứ không nhà không cửa gì hết. nhưng mà đâu có làm sao mà đi vệ sinh rồi tắm rồi điện nước làm sao thưa chị? Mình không Dạ hiểu được cách sống đi này. xin bà con hàng xóm nó qua qua quanh công viên đó. Chứ ở trong Mai Xuân Thưởng nó không có cái tổ chức cơ quan gì để cho bà con nấu ăn hay là sao hả chị? Nấu ăn tắm Dạ rửa. không có, trong thời gian mà ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng á, nấu cơm cũng khó cực lắm, công an với là bảo vệ đây là người ta cứ đổ nước vô là tắt, bữa nào cũng cơm cũng sống hết á, Trời đất ơi. sáng chiều. Dạ Mà đâu có còn còn mình có vô được mà xin đi đi vệ toilet sinh không? có cái lúc ra là giờ hành chánh có vô nhà, nhà vệ sinh cơ quan thì đi được. Ồ, giờ hành chánh thì vô được. Dạ Rồi sống lay lắt ở ngoài trời vậy thôi hả chị? dạ dạ Kinh hoàng thiệt. Mà rồi rồi chị cứ nói tiếp đi, nói tiếp câu chuyện của chị đi, rồi khi nào em thắc mắc em hỏi sao. cũng đi làm hàng ngày đấy, làm hàng cơm hàng phở, xong đó là có khi đi nhặt rác rồi rồi về các ngày thì ở nhà để mà gửi đơn gửi trương vậy á. Mỗi khi sống ở trên vườn hoa Mai Xuân Thưởng mỗi năm trước, còn về đây thì khi mà về về đây ở số 1 ngoài mà họ số 1 Ngô Thị Nhậm đây á, thì có thời gian 2 năm trước á, năm bảy năm 15 16 á, thì ở vỉa hè,
xong á là một cô chủ nhà bây giờ hiện tại là 194B đây, cô cho thấy hoàn cảnh khó khăn với đau ốm, cô cho ở nhờ được 2 ba năm nay rồi. Thì cứ gửi đơn, bây giờ đang bị bệnh ung thư đây là mà cũng không biết khi nào mà giải quyết được, thì cũng yêu cầu ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân, phó thủ tướng Phan Ngọc Bình để quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền thẩm quyền để giải quyết sớm cho tôi được về quê chữa bệnh và ổn định cuộc sống à. Chị bệnh ung thư là chị biết là khi nào thưa chị? Dạ cách đây một năm à. Rồi chị có cái giấy tờ của cái bệnh ung thư của một cái bệnh viện nào nói không? Dạ có, trước đây là coi như là năm ngoái á, thì tháng 4 năm ngoái là bị bệnh cái xong khi người ta đưa vào, bà con ở đây người ta đưa vào như chị Yến đây, người đưa vào bệnh viện Hà Đông ở Hà Nội đây, người ta chụp phim rồi mới biết cái xong con nó ra nó trở về về bệnh viện Chợ Rẫy á, chụp phim nó ORI mới biết chính xác ạ. Nó có nói rằng là hồ sơ của chị là có nói là còn sống được bao nhiêu năm nữa không? Tại ung thư nó nhiều khi nó chẩn đoán được đấy. Dạ không biết, người ta không nói là bao nhiêu năm, nhưng người ta bổ mổ thì gia đình cũng điều kiện khó khăn cái không mổ được, thì coi như bây giờ đang trị thuốc nam à. Đang trị thuốc nam à. Dạ. Trời ơi, tình cảnh rất là đau thương. Dạ. Dạ chị cũng có... nhờ chị Yến. Chị về cái chuyện về để chữa bệnh đó. Chị có muốn gửi lời mà nhắn tới tất cả mọi người đang nghe chị nói chuyện không? Để TV256 sẽ đưa clip này lên cho tất cả mọi người nghe đó. Chị muốn nhắn gửi khán thính giả không? Điều gì không? Dạ có. Và cho các tin quốc tế rồi này nọ, chị muốn gửi điều gì thì chị cứ nói thẳng. Dạ thế giới cộng đồng ạ. Dạ. Nước Hoa Kỳ nữa là cho can thiệp dùm, giúp đỡ dùm, lên tiếng dùm để cho chính quyền Việt Nam để giải quyết sớm ấy. Tôi để về chữa bệnh. Dạ. Chị thấy đã đủ chưa thưa chị, hay là chị muốn nói thêm điều gì nữa không? Dạ con cũng mong muốn là cộng đồng giúp đỡ dùm cho nhanh giải quyết thôi nha. Nhanh giải quyết đi về chữa bệnh và sinh hoạt với gia đình để ổn định cuộc sống. Dạ, TV256 cũng cảm thấy rằng là những mà giới chức mà hiện tại mà gọi là đang cầm quyền ở Việt Nam đó thì nên cũng để ý đến chị Quỳnh Thị Sinh này. Cái trường hợp cũng là rất đau thương, và tại vì chị đang bị bệnh ung thư, thành ra đó mong là các giới chức ở Việt Nam nên giải quyết tất cả những cái tình trạng dân oan, không phải nói riêng gì cho Quỳnh Thị Sinh đâu, mà nên giải quyết hết, đừng có để những dân oan phải nằm lây lất ở vỉa hè mà sống không có điện nước, rồi không sống không có nhà vệ sinh như thế, thấy không? Cái bộ mặt của đất nước của mình không phải là như vậy, mà như ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng là đây là cái thời đại rực rỡ nhất, thời đại rực rỡ nhất mà để người dân nghèo khổ như vậy thì TV không đồng ý. TV256 không đồng ý. Dạ, TV xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cuộc phỏng vấn này của TV và bà Quỳnh Thị Sinh nha. Thôi kính chào quý anh chị em, kính chào quý khán thính giả.